ngày 5 tháng 9 là Tòa Phúc Thẩm Liên bang đã ra phán quyết y án buộc thành phố San Jose phải bồi thường là 11,3 triệu USD cho một người gốc Việt dạ tự vẫn nhưng bị cảnh sát bắn tàn phế suốt đời. Vụ việc xảy ra vào tháng Giêng năm 2014, ngay trên sân trước căn nhà trên dãy là 1800 Capron Drive. Ông Lâm Hùng, 38 tuổi, sống sót sau vụ nổ súng nhưng bị liệt, vĩnh viễn phải ngồi xe lăn. Tòa Phúc Thẩm Liên bang khu vực 9 cho hay, bồi thẩm đoàn dựa vào lời khai một nhân chứng khác là cựu cảnh sát quận, người cho rằng ông Hùng chỉ đe dọa bản thân, không đe dọa cảnh sát West. Phán quyết của bồi thẩm đoàn căn cứ vào lời khai của nhân chứng trực tiếp, thẩm phán Randy Smith cho hay. Theo hồ sơ của tòa, ông Hùng ở trong bệnh viện tâm thần 2 ngày trước khi vụ nổ súng xảy ra. Bạn trai của ông đến đón ông về nhà nhưng ông Hùng không chịu xuống xe. Ông cho rằng trong nhà có người nên chụp lấy một con dao. Hàng xóm sát bên liền gọi cảnh sát và một hàng xóm khác, cảnh sát hưu trí Helen Anderson, đứng cách khoảng là 10 đến 15 feet tìm cách nói chuyện trấn an ông Hùng. Johnny West, cảnh sát 20 năm kinh nghiệm với lực lượng thực thi công lực ở San Jose, khai rằng cô trông thấy ông Hùng lôi con dao từ thắt lưng, ban đầu cầm dao dí vào cổ họng của mình, sau đó ông ta di chuyển về phía cảnh sát. Lúc bước lùi, lúc thì đối diện, dao vẫn long lăm trong tay. Và vào lúc anh ta quay người hướng về phía cảnh sát West, khiến cô quan ngại đến tính mạng nên buộc phải nổ súng. Trong khi đó, lời khai của bà Helen lại khác. Theo nữ cảnh sát hưu trí, cảnh sát Johnny West tiến đến chĩa súng, yêu cầu ông Hùng thả con dao xuống. Mặc dù là ông Hùng chỉ di chuyển dao xuống bụng mình, nhưng cảnh sát West đã nổ súng. Bồi thẩm đoàn cho rằng cảnh sát đã sử dụng vũ lực quá mức, vi phạm quyền của ông Hùng nên ra phán quyết. Ông đáng được bồi thường thiệt hại kinh tế, tổn thất về tinh thần và thể chất. Thành phố San Jose chịu trách nhiệm khoản bồi thường này. Theo lời luật sư Buris, thân chủ của ông từng làm chủ nhà hàng Việt, mơ ước là trở thành vũ công và ước mơ đó giờ đây không bao giờ có thể thành hiện thực. Ông ấy luôn tìm cách tự vẫn nhưng chưa bao giờ tìm cách tổn thương người khác, luật sư nói như vậy. Theo ông, tình huống đó có thể xuống thang như cách bà Anderson đang làm trước khi cảnh sát thành phố đến la hét hoặc là ra lệnh. Luật sư thành phố hiện chưa đưa ra lời bình luận phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Liên bang. Người đàn ông chơi vé số Connecticut Lottery Keno đã thắng được là 200.000 USD. Sau đó ông mua lại vé khác với cùng hàng số ấy và ông trúng thêm lần nữa với lô là 100.000 USD. Theo hãng thông tấn UPI, ông Mark Roy hồi năm ngoái đã trở thành người chơi Keno trúng lô lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang khi ông thắng tới 200.000 USD nhờ trúng hết cả 7 con số, kèm theo với sự được nhận gấp 4 lần từ lô trúng. Ông cho hay là năm nay ông mua lại với cùng những con số ấy và cũng mua tại cùng tiệm tạp hóa The Gayhall Tavern ở Warren. Và một lần nữa ông lại trúng với cả 7 con số ấy. Tuy nhiên ông lần này ông chỉ được nhân gấp đôi nên ông chỉ kiếm được tổng cộng là 100.000 USD. Ông Roy nói rằng những con số tôi chọn đều mang ý nghĩa đối với tôi. Chúng là ngày sinh của mọi người trong gia đình tôi. Và hôm thứ năm tôi bỗng xuất thần, tôi thức dậy và có cảm giác rằng là có điều gì đó tốt xảy ra ngày hôm nay. Ông dự tính là dùng tiền trúng số mới nhất này để làm một chuyến đi nghỉ hè. Ông hân hoan nói, tôi thấy quá sung sướng, tôi có tiền trong ngân hàng, tôi có việc làm tốt, tôi có cảm tưởng là mình được trời ban phước. Xin trời ban phước cho cả gia đình và cho bạn bè. Kính thưa quý vị, trúng số quả là một điều may mắn. Tuy nhiên, nếu như chúng ta biết giữ gìn số tiền cũng như là sinh lợi số tiền này thì cái sự may mắn đó càng nhân lên gấp bội. Cũng không lắm cảnh chéo ngoe khi trúng số lại trở thành một gánh lấy một cái số phận thê thảm. Sau đây là những cái hoàn cảnh xin được chia sẻ đến quý vị.
Ai cũng nghĩ rằng trúng số quả thực là điều vô cùng tuyệt vời, cuộc đời hẳn sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu bỗng dưng ta có một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên chúng ta đã lầm, bằng chứng là có rất nhiều người dù đã trúng số rồi nhưng cuộc đời vẫn chẳng tươi sáng được bao nhiêu. Sau đây chúng ta thử nhìn vào số phận của 15 người này. Họ chính là ví dụ điển hình nhất cho câu nói của Thiên Trả Địa. Năm 1993, Susan Mullins từng trúng 4,2 triệu USD, nghĩa là tương đương gần 90 tỷ đồng Việt Nam nhờ chơi lô tô. Thay vì ôm cả cục tiền, cô đã chọn cách mỗi năm lấy một phần. Năm 2006, cô lại vướng vào khoản nợ với một công ty và hứa sẽ trả khi tới kỳ lãnh tiền. Nhưng tới nay Susan vẫn quỵt nợ vì lý do phải lấy tiền chữa bệnh cho con rể. Một nhân vật thứ hai đó là cũng từng trúng 15 triệu USD, nghĩa là hơn 300 tỷ đồng Việt Nam, khi mới 19 tuổi đã khiến Michael Caron sa vào con đường ăn chơi không lối thoát. Kinh doanh bất thành công thêm lối sống sa đọa đã khiến anh trắng tay vào năm 2010. Vợ Michael cũng bế con ra đi, tiền hết tình tan, anh lại phải quay về với công việc dọn rác với đồng lương ít ỏi. Thực chất số phận may mắn đã từng mỉm cười với nhà thầu xây dựng Andrew Jackson Whittaker, từng trúng 315 triệu USD, nghĩa là hơn 7.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm 2002. Dù nộp thuế, ông vẫn bỏ túi là 114 triệu USD, là hơn 2.000 tỷ đồng Việt Nam. Nhưng kể từ đó, ông liên tục gặp bất hạnh. Sau khi mất chiếc xe hơi quý thì cô cháu gái cùng cháu rể tương lai cũng lần lượt qua đời do sốc thuốc. Bản thân ông bị kiện vì gian lận để trúng giải. 4 năm từ khi trúng giải, ông lại quay về kiếp trắng tay. Một nhân chứng kế tiếp đó là vào năm 1989, anh chàng Willie Hurt từng hân hoan khi trúng giải xổ số trị giá 3,1 triệu USD, gần 70 tỷ đồng Việt Nam tại Michigan. Nhưng chỉ sau 2 năm sau đó, hôn nhân của anh đã đổ vỡ. Bản thân Willie thì bị buộc tội giết người và dính líu tới ma túy. Cuộc đời anh chấm hết chỉ vì thói nghiện ngập sa đọa. Cuộc sống đang bình yên sẽ trở nên đầy thử thách khi chúng ta tự nhiên nhận được một khoản tiền rất lớn. Đây cũng là một hoàn cảnh của một người đã làm rạn nứt cái quan hệ gia đình người thân. Sau khi trúng 1,3 triệu USD, Dennis Rose lập tức bỏ chồng mà không một lời nói. Dù nghi ngờ nhưng anh chồng Thomas vẫn ký đơn ly dị. Về sau anh mới phát hiện ra là cô có khoản tiền lớn nhờ trúng số. Thấy vậy Thomas liền kiện Dennis vì hành vi không công khai tài sản minh bạch lúc ly hôn. Một cô gái trẻ xinh đẹp vào năm 1993 đã từng trúng 18 triệu USD. Nhưng chưa đầy 10 năm sau đó, Janet Lee đã không còn gì, chỉ vì thích đi làm các công tác từ thiện và xây trường học. Nhưng nhiều nguồn tin lại cho rằng Janet còn dính đến cờ bạc và nợ nần nữa. Vào năm 2001, cô chính thức phá sản. Cặp đôi Alex và Roddy Todd năm 1993 đến từ Florida đã từng chìm trong hạnh phúc khi trúng tới 13 triệu USD. Nhờ chơi xổ số, song chỉ 15 năm sau họ đã phá sản hoàn toàn. Ngoài ra cặp đôi này còn bị buộc tội trốn thuế. Quá tuyệt vọng, Alex đã ra đi trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra. Còn Roder sau này đã phải ngồi tù một mình suốt 2 năm trời. Cuộc sống nhàn hạ sung sướng, đó là cái cơn cám dỗ của tất cả mọi người. Khi Vivian Nicholson đã từng được coi là người phụ nữ may mắn nhất nhì nước Anh khi thắng tới 152.000 bảng Anh. Nhưng vài năm sau đó cô đã rơi vào cảnh không xu dính túi vì đổ quá nhiều tiền vào sắm quần áo và ăn chơi. Ngoài ra hôn nhân của Vivian cũng không mấy suôn sẻ. Kết hôn đến 5 lần nhưng cô vẫn không thực sự là hạnh phúc. Sau đây cũng là một hoàn cảnh thực sự là đặc biệt. Khi chạm đến đáy tuyệt vọng, anh chàng Barry Shaw đã dùng những đồng tiền cuối cùng đi mua xổ số và anh đã trúng 4 triệu USD. Nhưng tưởng cuộc đời của anh đã khác thì sau này Barry lại bị cảnh sát bắt vì tội cướp của. Chính hình ảnh lúc lên nhận giải đã khiến họ tìm thấy tung tích của anh. Toàn bộ giải thưởng của Barry đã được chuyển cho họ hàng thân thích. Lại thêm một thiếu nữ xinh đẹp chỉ mới 16 tuổi đã trúng tới 3 triệu USD. Cô Kelly Roger, cô đã bị mờ mắt, cô đắm mình trong việc tiệc tùng và các thú vui xa hoa, rồi trầm cảm khi đã trắng tay. Sau khi tự tử bất thành trong 6 năm, cô đã trở thành mẹ của 2 đứa con. Hàng ngày cô đều đi dọn vệ sinh để trang trải cuộc sống của mình. Kính thưa quý vị,
Cũng như lúc đầu kênh đã chia sẻ đến quý vị, thật là may mắn khi chúng ta có được cái dịp để trúng vé số và đặc biệt là trúng độc đáp. Và điều may mắn hơn nữa nếu như chúng ta sử dụng những đồng tiền đó để mà sinh lợi và giúp cho cái cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn thì không thể gì bằng. Thực sự là điều may mắn lại nhân lên gấp bội. Và cũng kính chúc tất cả những ai gặp điều may mắn này đều được nhân lên mãi trong cuộc sống, không đi vào những hoàn cảnh bi đát nữa. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để nghe tin cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng. Một ông gốc Việt tại Mỹ đã dùng những thẻ căn cước của những người vô gia cư để nộp đơn khai thuế gian lận. Ông đã bị tuyên án 2 năm tù, được biết ông 57 tuổi. Số tiền họ đã lấy được lên đến 1,5 triệu USD. Ông Nguyễn Minh Trọng, còn có tên là John Nguyễn, bị tuyên án vào hôm thứ Ba ngày 12 tháng 9 năm 2017 tại Tòa án Địa hạt Liên bang ở San Jose. Theo các công tố viên cho biết, ông Trọng đã hợp tác với bà Võ Diệp, còn có tên là Nancy Võ. Bà Diệp nói với những người tại những nơi tạm trú và những nơi dựng lều trại dành cho người vô gia cư rằng là bà có thể lấy được tiền cho họ từ một chương trình của chính phủ được thiết lập để giúp đỡ những người không làm việc trong những năm trước đó. Theo các công tố viên cho biết, bà Diệp lấy được nhiều danh tánh, số an sinh xã hội và chữ ký mà sau đó bà và ông Trọng dùng để nộp hồ sơ khai thuế gian lận. Tính tổng cộng, họ đã lấy được hơn 1,5 triệu USD trong những khoản tiền hoàn thuế từ sở thuế IRS. Trước đó, cả hai người nhận tội với tội danh âm mưu nộp giấy tờ giả mạo để đòi chính phủ hoàn lại tiền thuế và đòi những khoản tiền gian lận đưa từ chính phủ. Và Diệp cũng nhận tội là nặng hơn là đánh cắp căn cước ID của người khác. Kính thưa quý vị, có rất nhiều người gốc Việt đã thành công tại hải ngoại. Điển hình là vị doanh nhân gốc Việt Charlie Tôn Quý đã trở thành triệu phú USD nhờ vào một nghề mà ít người nghĩ tới. Khi từ hai bàn tay trắng, ông đã khởi nghiệp và đã kiếm hàng triệu USD với nghề nail, nghề mà không lạ lẫm gì đối với người Việt sống tại Hoa Kỳ. Ông Charlie Tôn Quý sinh vào năm 1970 tại Quy Nhơn, Việt Nam. Ông là con trai thứ hai trong gia đình có 4 anh em trai. Nhà tỷ phú đã đến Mỹ vào năm 1985, khi đó mới 14 tuổi và sinh sống tại tiểu bang Louisiana. Ông theo học trung học tại trường West Jefferson, New Orleans, Louisiana. Khi theo học đại học, có thể nói là cũng như hoàn cảnh của nhiều sinh viên gốc Việt khác, ông phải vừa học vừa làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ông đã từng làm việc 5 năm trong phòng nghiên cứu về ong mật để cung cấp thông tin cho các nông trại nuôi ong tại Hoa Kỳ. Đến năm 1995, ông đã tốt nghiệp ngành kỹ sư hóa học tại đại học thuộc tiểu bang Louisiana và ông đã kết hôn trong thời gian đó. Và thời gian này, ông đã bắt đầu bước chân vào thương trường với số vốn dắt lưng ít ỏi. Ý tưởng kinh doanh đầu tiên đã khởi đi từ chính nghề nail mà người vợ của ông đang làm. Ông nảy ra ý tưởng mở một cửa hàng cung cấp linh kiện và hóa chất cho các tiệm nails khác. Tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư hóa, ông phải mày mò tìm hiểu học tập thêm trong lĩnh vực kinh doanh, học hỏi về kiến thức về xuất nhập khẩu hàng hóa, đặt hàng qua email, v.v. Kết quả khả quan đã thực sự có sau 2 năm. Hệ thống phân phối Entrepreneur Supply của Charlie bắt đầu phát triển và cung cấp cho nhiều nơi trên đất Mỹ. Tiến thêm bước nữa, trong một lần đi shopping tại Walmart vào năm 1997, Charlie quan sát và nhận ra rằng có đến 70% khách hàng shopping tại Walmart là phụ nữ, nên ông đã nảy ra ý tưởng mở tiệm nails ngay trong khu vực thương mại của Walmart. Thật không dễ dàng, quá trình đàm phán và thuyết phục Walmart phải mất đến 2 năm mới thuyết phục được kẻ khó tính trong ngành bán lẻ này. Từ đó, Charlie đã mở tiệm nail đầu tiên ngay trong hệ thống siêu thị bán lẻ Walmart ở thành phố Shreveport thuộc Los Angeles. Kết quả là hệ thống Entrepreneur Supply lớn mạnh từ đó. Charlie lần đầu
tư thêm vào máy móc làm bàn, spa cũng như lấn qua lĩnh vực sản xuất hàng nhựa và chế biến một số hóa chất, và mỗi năm mở thêm 100 tiệm trong hệ thống Walmart. Hơn thế nữa, ông đã mở rộng thị trường kinh doanh của mình ra nhiều tiểu bang của Mỹ với thương hiệu Regal Nails. Với kế sách là kiếm doanh thu từ hình thức nhượng quyền, thương hiệu Regal Nails đã lên đến 1.100 tiệm trải dài trên khắp đất Mỹ và cũng là một đế chế nails lớn tại Mỹ bây giờ. Không dừng lại ở đó, Chocly còn kinh doanh sang lĩnh vực cà phê với ý tưởng có các hồ cá bao quanh để cho những vị khách đến tiệm vừa uống cà phê vừa chiêm ngưỡng những chú cá bơi lội đẹp mắt, thỏa trí tò mò. Hiện tại ông sở hữu là 6 tiệm Chocly's Coffee. Theo thống kê, hệ thống Regal Nails đã đem về doanh thu là 450 triệu USD mỗi năm, tức là trung bình mỗi tháng mỗi tiệm đem về cho ông là 34.000 USD. Thực sự là doanh thu nửa tỷ USD mỗi năm là con số không hề nhỏ so với một công việc chăm sóc và sơn sửa móng tay, móng chân tại Mỹ. Từ đó, nhiều chuyên gia tài chính nhận định rằng nếu Regal Nails niêm yết trên sàn chứng khoán thì cổ phiếu của hãng này sẽ là một trong những cổ phiếu hot nhất vì con số doanh thu ấn tượng cũng như yếu tố an toàn và không có rủi ro nợ. Chocly chia sẻ rằng bí quyết để đưa đến thành công của mình dựa trên 3 yếu tố cơ bản. Thứ nhất là khách hàng là thượng đế, sự thỏa mãn của khách hàng. Điều này thể hiện qua những việc tưởng chừng lên như là nhỏ nhặt. Ví dụ như là độ nóng của chiếc khăn ấp mặt, những loại hóa chất hữu cơ và thân thiện với môi trường đang được nghiên cứu để thay thế cho hóa chất các tiệm nails khác vẫn đang sử dụng. Thứ hai là đội ngũ nhân viên phục vụ trẻ, các trợ lý có trình độ, có chuyên môn, luôn biết cách làm hài lòng những vị khách hàng khó tính nhất. Thứ ba là bảo vệ và phát triển thương hiệu. Ông nói rằng muốn thành công trong kinh doanh, bạn đừng bao giờ để mình và công ty của mình bị mất uy tín thương hiệu. Kính thưa quý vị, cũng xin cầu chúc cho tất cả những người đang kinh doanh về ngành nail cũng được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như đã dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh. Xin trân trọng.